Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cho biết, siêu bão Bolaven mạnh thứ hai thế giới đang di chuyển qua Tây Thái Bình Dương và hướng tới miền Nam Alaska Mỹ. Bão Bolaven có thể tạo ra hiệu ứng gợn sóng trong khí quyển, gây tác động sâu sắc đến thời tiết ở Mỹ vào tuần tới. Theo các chuyên gia dự báo của AccuWeather, siêu bão Bolaven đang di chuyển qua Tây Thái Bình Dương hướng tới miền Nam Alaska Mỹ, nơi các tác động có thể bắt đầu cảm nhận vào cuối tuần này. Sau đó, cơn bão có thể sẽ thay đổi quy mô và gây thêm bão ở hạ lưu Mỹ vào cuối tuần tới. Mặc dù dự kiến sẽ giảm cường độ gió so với tình trạng hiện tại là siêu bão, Bolaven vẫn sẽ gây ảnh hưởng lớn khi nó tiếp cận bang thứ 49 của Mỹ sớm nhất vào ngày 15 tháng 10, mang theo tác động của mưa, gió, biển động và thậm chí cả tuyết. Bolaven sẽ hợp lực với một số cơn bão khác đang xoáy vào vịnh Alaska, một vùng biển cận biên của Thái Bình Dương ở phía nam bang này. Các chuyên gia dự báo tầm xa của AccuWeather cảnh báo, Quy mô và sức mạnh tuyệt đối của Bolaven thậm chí có thể gây ra sự thay đổi thời tiết trên khắp Bắc Mỹ vào cuối tuần tới, dẫn đến nhiệt độ khắc nghiệt và gia tăng bão tố ở hai đầu vùng tiếp giáp của Mỹ. Tính đến tối ngày 12 tháng 10 giờ địa phương, bão Bolaven cách Guam và quần đảo Bắc Mariana của Mỹ ở phía tây Thái Bình Dương vài trăm km về phía bắc, mang theo sức gió tương đương ít nhất cơn bão cấp 4 trong thang gió bão 5 cấp Saffir-Simpson, ít nhất 210 km/h. Một số vệ tinh trong những ngày gần đây ước tính cường độ của bão ở cấp 5 với sức gió duy trì lên tới 290 km h giật 355 km h khiến Bolaven trở thành cơn bão mạnh thứ hai trên trái đất trong năm nay, sau cơn bão Mawa vào cuối mùa xuân năm ngoái. Mặc dù không đổ bộ trực tiếp vào đất liền, nhưng Bolaven đã mang mưa lớn và gió giật tới Guam và quần đảo Bắc Mariana vào đầu tuần này. Gió giật mạnh nhất đo được với tốc độ 109 km h trên đảo Saipan trong khi lượng mưa với gần 101 mm đổ xuống Agana Guam từ tối ngày 9 đến ngày 10 tháng 10. Tâm bão di chuyển khỏi quần đảo Bắc Mariana và sẽ di chuyển một cách vô hại qua Thái Bình Dương rộng lớn cho đến ngày 14 tháng 10. Nhà khí tượng học cao cấp AccuWeather Joe Lundberg cho biết, bão Bolaven sẽ di chuyển theo hướng Đông Bắc vào cuối tuần này. Một rãnh áp thấp ở tầng trên đi qua Đông Á sẽ định hướng hướng di chuyển của bão. Mặc dù ở rất xa đất liền, Bolaven đã làm kinh ngạc các nhà khí tượng học cũng như những người đam mê thời tiết trên mạng xã hội với hình dạng cưa đối xứng trên hình ảnh vệ tinh và mắt bão sắc nét rõ ràng chứng tỏ một cơn bão nhiệt đới mạnh mẽ. Trong lần tiếp cận cuối cùng dự kiến tới quần đảo Aleutian và Tây Nam Alaska vào cuối tuần này, Bolaven được AccuWeather dự báo sẽ suy yếu phần nào nhưng vẫn tác động nghiêm trọng như dự kiến đối với Alaska. Bloomberg cho biết, Cơn bão có thể mạnh lên trở lại vào đầu và giữa tuần mới khi nó kết hợp với ít nhất một cơn bão khác ở vịnh Alaska. Điều này có khả năng mang lại mưa lớn và gió mạnh đến các khu vực từ trung tâm phía nam Alaska đến Alaskan Panhandle. Theo dự báo, toàn bộ lượng mưa từ hoàn lưu của bão Bolaven sẽ theo dòng khí quyển đi vào miền Tây Canada và tránh xa khỏi vùng Tây Bắc Mỹ, nhưng dấu vết khổng lồ của cơn bão sẽ có tác động đến các kiểu thời tiết ở 48 bang phía dưới.